Xin chào các bạn, mình là Phương Uyên đến từ lớp 8.2. Hôm nay mình sẽ đọc hai mẫu truyện từ tập truyện Hạt giống tâm hồn từ những điều bình dị. Quyển sách này do nhiều tác giả thực hiện, do First New tổng hợp và biên dịch, do nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản. Mình nghĩ đây là một quyển sách rất hay và bổ ích, nó mang lại nhiều điều thú vị và niềm vui cho cuộc sống cho mọi người. Xin mời các bạn lắng nghe. Người yêu quý nhất. Ngay ngày đầu năm học, cô Thompson, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 đã nói dối các học trò của mình. Cô bảo rằng cô yêu thương tất cả như nhau, nhưng thực sự không phải vậy. Bởi ngồi thụ động ở hàng ghế đầu là một cậu bé nhỏ con có tên Teddy Stoddard. Cô quan sát Teddy từ năm ngoái, để ý thấy cậu bé không hay vui đùa cùng các bạn như những đứa trẻ khác. Quần áo lại bê bối và người ngợm luôn thiếu vệ sinh. Cô không thích cậu học trò này lắm. Theo yêu cầu của nhà trường, các giáo viên phải xem lại học bạ những năm trước của các học trò. Và cô thực sự ngạc nhiên khi xem đến học bạ của Teddy. Giáo viên lớp 1 của Teddy viết: Teddy là một cậu bé lanh lợi, luôn vui cười, em làm bài tập rất gọn gàng và có thái độ rất tốt. Mọi người đều cảm thấy vui khi ở cạnh em. Giáo viên lớp 2 ghi: Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu mến. Nhưng em gặp khó khăn vì mẹ em đang bệnh nặng, cuộc sống ở gia đình em là một cuộc đấu tranh. Giáo viên lớp 3 viết: Cái chết của mẹ em đã ảnh hưởng nặng nề đối với em. Em đã cố gắng hết sức, nhưng cha của em không quan tâm nhiều vào cuộc sống gia đình, sẽ sớm ảnh hưởng đến em nếu không có giải pháp nào. Giáo viên lớp 4 viết: Teddy là một cậu bé lãnh đạm và không tập trung vào việc học. Em không có nhiều bạn và đôi khi ngủ gật trong lớp. Đến đây, cô Thompson đã hiểu ra vấn đề và cô cảm thấy tự hổ thẹn với mình. Cô luôn nghĩ đến điều đó mỗi khi đến lớp. Ở dịp lễ Giáng sinh năm đó, các học trò mang đến tặng cô những món quà được gói trong lớp giấy sáng sủa, đính nơ xinh xắn. Ngoại trừ Teddy với món quà gói vụn về bằng loại giấy màu nâu dùng để gói hàng tạp hóa. Giữa bao nhiêu món quà khác, cô Thompson cẩn thận mở gói quà màu nâu ấy trước tiên. Một số học sinh bật cười khi nhìn thấy món quà của Teddy chỉ là một vòng đeo tay bằng kim cương giả và một loại nước hoa chỉ còn 1/4. Cô lập tức ra hiệu cho bọn trẻ không cười như thế. Và cô khen chiếc vòng đẹp, rồi xúc một ít nước hoa lên cổ tay của mình. Hôm đó, Teddy không về cùng với các bạn như mọi khi. Em ở lại sau cùng chỉ để nói với cô Thompson rằng: Hôm nay cô có mùi hương rất giống mẹ em ngày xưa. Cô nói nghe thơ ấy làm cô xúc động đến lặng người. Kể từ hôm đó, ngoài việc dạy học các học trò đọc, viết, cô bắt đầu quan tâm và để ý đến chúng hơn. Cô đặc biệt chú ý đến Teddy. Cô phát hiện cậu bé có vẻ ngày càng minh mẫn hơn. Càng được khích lệ, em càng phản ứng nhanh hơn. Cuối năm học, Teddy được xếp hạng là một trong những số học sinh thông minh nhất lớp. Lời tuyên bố đầu năm của cô vẫn là một lời nói dối. Cô không thương tất cả học trò như nhau, mà Teddy là cậu học trò cô cưng nhất. Một năm sau, cô nhìn thấy một tờ giấy nhét dưới khe cửa do Teddy gửi đến. Trên đó viết rằng cậu luôn nghĩ về cô với những gì thân thương và quý trọng nhất. 6 năm sau, cô nhận được một tờ giấy khác từ Teddy. Cậu bé nói rằng cậu đã học xong trung học, rằng cậu được xếp hạng 3 trong lớp và hình ảnh cô Thompson năm nào vẫn in mãi trong cậu. 4 năm sau, một lá thư khác nói rằng cậu sắp tốt nghiệp đại học hạng ưu. 2 năm sau, một lá thư khác được gửi đến địa chỉ nhà cô Thompson với lời tâm sự rằng cậu quyết định học cao hơn nữa. Và cô vẫn là người động viên cậu nhiều nhất. Lúc này, ở cuối lá thư, tên đã dài hơn: bác sĩ y khoa Theodore F. Stoddard. Một thời gian sau, cô Thompson được báo tin rằng Teddy đã gặp được người mình yêu và họ sẽ kết hôn. Vì cha Teddy đã qua đời vài năm trước, nên anh mời cô Thompson ngồi vào chỗ dành cho mẹ anh. Cô đến dự đám cưới với chiếc vòng đeo tay bị khuyết những hạt kim cương giả và dùng loại nước hoa ngày nào đã gợi cho Teddy nhớ về người mẹ quá cố của mình. Hai cô trò ôm chầm lấy nhau, bác sĩ Stoddard thì thầm: Cảm ơn cô rất nhiều vì lòng tin của cô dành cho em. Cô đã giúp em cảm nhận được giá trị của cuộc sống và của bản thân, và đã giúp em có đủ nghị lực để sống. Rưng rưng nước mắt, cô Thompson ngắt lời: Em sai rồi Teddy à, em mới là người đã dạy cho cô biết rằng cô có thể làm được điều gì. Trước đó, cô chưa thật sự quan tâm đến học trò của mình, và em đã giúp cô hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Liều thuốc cho sự đau khổ. Ở Nhật Bản, còn lưu truyền một câu chuyện về nỗi đau của một người mẹ mất một đứa con thân yêu. Trong cơn đau buồn, bà tìm đến một thánh nhân và hỏi: Tôi đang đau khổ và tuyệt vọng, ông có cách nào giúp tôi không? Thánh nhân trả lời: Có, bà hãy tìm cho ta một hàng mù tạt từ một gia đình nào đó chưa bao giờ biết đến đau buồn. Ta sẽ dùng hàng mù tạt đó để xua tan nỗi sầu muộn khỏi cuộc đời bà.
Người phụ nữ lập tức lên đường đi tìm hạt mục tạc kỳ diệu ấy. Đầu tiên, bà đến gõ cửa một tòa nhà sang trọng. Tôi đang đi tìm một gia đình nào chưa bao giờ biết đến đau buồn. Đây có phải là nơi như thế không? Điều này rất quan trọng với tôi. Họ trả lời, chắc bà đã đến không đúng nơi rồi. Và họ đã bắt đầu kể lại cho bà những câu chuyện thương tâm đã xảy đến với họ. Nghe xong, người đàn bà thầm xót thương cho hoàn cảnh éo le của gia đình này. Bà an ủi và động viên người chủ nhà trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bà lại tìm đến những gia đình khác. Cho đến một ngày, người đàn bà đau khổ nhận ra rằng ở bất cứ đâu cũng đã có những con người bất hạnh. Chẳng ai sung sướng hơn ai. Mỗi gia đình, mỗi người đều có một hoàn cảnh éo le riêng. Ngày tháng trôi đi, trên những chặng đường của mình, người đàn bà ấy đã gặp và cảm thông chia sẻ với hàng trăm mảnh đời bất hạnh khác. Bất cứ nơi nào bà đến, bà cũng được nghe hết những chuyện này đến chuyện kia về những nỗi buồn và bất hạnh. Bà đã thật sự quên đi nỗi đau của riêng mình. Bà trở nên quan tâm đến việc xoa dịu nỗi buồn của người khác. Rồi bà quên luôn chuyện đi tìm hạt mù tạc thần kỳ của mình, mà không hề nhận ra rằng nỗi buồn đau đã biến mất khỏi cuộc đời bà. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe phần dự thi của mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành.